Hello, chào các bạn. Lâu quá rồi mình không có làm daily vlog ha. Hôm nay là một cái video ngắn ngắn cho các bạn coi cho vui nha. Sài Gòn đang 4 giờ rưỡi chiều các bạn. Trời nắng đẹp ha. Lúc nãy có một số chỗ mưa nhưng mà giờ nắng đẹp. Đó. Để mình zoom lên cho các bạn coi. Mình đang quay bằng cái Samsung cho nên nó zoom dữ lắm. Đây là zoom 3x thôi nè. Giờ mình zoom một phát lên 10x các bạn thấy không? Đó, 10x. Thấy tòa tháp Landmark 81. Mình đang ở ngay cầu Cống Lý ha. Zoom 10x nó khủng khiếp lắm. Đây là zoom 3x. Đây dưới hướng Sài Gòn các bạn, hướng Bitexco ha. Cái Galaxy S21 Ultra này nó zoom kinh khủng thiệt. Đặc biệt là nó quay nó cho dừng các bạn ha. Lúc mình quay nó cho mình dừng video. Cũng một tính năng cũng khá hấp dẫn mà trên iPhone nó không bao giờ nó làm cái chức năng vừa quay vừa dừng rồi mình quay tiếp ha. Các bạn thấy Sài Gòn đẹp không? Sài Gòn vẫn đẹp nhưng mà Sài Gòn đang cách ly, Sài Gòn đang bệnh và sẽ còn tiếp tục cách ly các bạn, chưa biết khi nào luôn. Đây là ba cái chìa khóa của ba chiếc mô tô của mình các bạn ha. Giờ đi theo mình xuống dưới hầm đề coi nó còn nổ hay không ha. Lâu lắm rồi mình chưa xuống đề nổ, chưa chạy luôn các bạn. Đi xuống dưới hầm các bạn. Chìa khóa. Thì từ lúc mà mình ngưng làm cái daily vlog hàng ngày mà đi ra cửa hàng là nấu ăn tới giờ các bạn cũng khá lâu rồi ha. Thì mình chưa có đi xe lại, mình không biết bây giờ xuống đề nó nổ hay không. Thì trong cái thang máy chung cư chỗ mình ra cái chìa, thì thang máy vẽ 4 cái ô cho đi 4 người thôi các bạn. Nói chung bữa giờ ở nhà suốt luôn, không có đi đâu hết á. Đó, các bạn nào coi mấy cái daily vlog thì sẽ quen thuộc cái cảnh này ha. Cảnh mà mình đi đi làm hàng ngày, đi ra cửa hàng xong rồi chiều về nấu ăn á. Còn bây giờ thì đi xuống coi thăm cái xe coi nó có nổ hay không các bạn ha. Coi nó còn nổ hay không. Đây, em đầu tiên. Nay mình mặc cái áo Berlin Bill luôn. Áo Đạt mới mua giùm bên Mỹ. Cái chìa khóa này là chìa khóa cảm ứng rồi các bạn ha, cho nên mình cũng không có cần gắn trong xe, mình chỉ để bên người mình là được rồi. Mấy tuần lễ rồi đó ha, mình chưa đề đó, không biết giờ đề nó nổ hay không nha. Cho nó nổ một chút xíu. Nổ luôn lên. Số đó. Rồi. Nổ máy lên. May quá các bạn, R18 vẫn nổ ha. Để lát mình coi lại cái ngày mà mình đi cuối cùng là cái ngày nào, cái ngày mà mình dừng làm cái daily vlog các bạn. Rồi mình để cho nó nổ chút xíu, cho nó nóng máy lên và nó kích hoạt cái bình, nó sạc bình chút xíu ha.
chứ để nhiều lúc lâu quá lâu ha, cả tháng trời rồi mà không đề nổ thì không biết mai mốt sợ nó hư bình. Các bạn biết sao, tại vì mình ở chung cư á, ở căn hộ cho nên là nó không có chỗ để mình cấm điện ha. Nếu mà ở nhà riêng thì mình cấm điện được. Này là dạng lâu quá nhớ xe các bạn. Nhớ xe xuống nổ máy cho nó sạc bình. Nhớ những chuyến đi các bạn, nhớ những chuyến đi, nhớ hàng ngày được cởi mô tô đi làm, đi ra phố ha. Thì lâu nay mình không có nhu cầu đi đâu cho nên cũng không có đụng tới luôn. Và đặc biệt là ở căn hộ cho nên mình cũng không có ngắm nghía được nó, cũng sờ mó được nó, cũng có lau chùi được, cũng như không có nổ máy được ha, để cho nó sạc bình ha. Đó là một cái hơi bất tiện ở khi mình ở căn hộ. Tuy nhiên thì ở căn hộ nó cũng có rất nhiều cái thuận tiện trong cái mùa Covid này các bạn. Đó, R18 vẫn đẹp, vẫn long lanh, vẫn chất phong trần ha, cổ điển rất là đẹp các bạn. Rồi để cho nó nổ đi. Giờ tới em này các bạn, em phi thuyền mặt đất. Đó, RT 1200 phi thuyền mặt đất. R18 đậu đó thì phi thuyền đậu đây, phi thuyền mặt đất đậu đây. Trong này có xe anh Trung, anh bạn, rồi xe một anh bạn nữa, anh Lam. Đó, Harley, hai chiếc Harley có mình RT nằm đây các bạn. Rồi, cho em sạc bình chút xíu nha, mong các anh chị thông cảm cho em nổ máy sạc bình chút chứ không em chết bình. Này, cái này lâu quá nó cũng báo lỗi đó. Báo lỗi về yếu pin. Rồi cái này thì không cần gì, không cần phải bấm bóp côn gì đó, mình chỉ để chìa khóa gần là mình đề thôi. May quá, may luôn. Wow, cái xe này mình cũng mới thay bình các bạn, ba chiếc xe mình đều thay bình mới hết cho nên là hên quá nó nổ. Ba chiếc xe đều thay bình mới hết cho nên hên quá nó nổ. RT được mệnh danh là phi thuyền mặt đất các bạn, nó cũng tương tự như K1600 nhưng mà máy nó 1200, boxer, còn 1600 là máy khác các bạn, 6 máy ha. Đó thì cái dàn đầu cũng như là cái dàn nghe nhạc cái đồ thì nó cũng tương tự như K1600 ha. Đây mình có gắn thêm đèn clear water và cổ máy boxer. Thì mấy chiếc xe này mình có video review chi tiết rồi, các bạn có thể xem. Nhưng mà hiện tại thì BMW đã ra một phiên bản mới rồi, 1250 rồi 2021 rồi các bạn ha, cho nên chiếc xe này nó cũng cũ rồi nhưng mà máy nó còn rất là ngon ha. Máy rất ngon và mọi thứ đều hoàn hảo hết, không có gì để chê các bạn. Đó thì này có nhạc, cái đồ cốp kiết rồi đi xa rất là đã ha. Thì mình cũng đây nè, đó đèn clear water nè, sáng ghê không. Rồi mở nhạc thì đó đang mở nhạc nè, đó loa đây, hai cái loa hai bên. Xem bản đồ đó, điểm đến. Ví dụ mình đi ra công ty thì mình ghi những cái chỗ thích, ra công ty thì mình bấm vô công ty Mai Nguyên, bấm go là nó chạy. Đó, do đây là cái đó chỉ đường nè. Nhảy bài đâu mình bấm đây nhảy bài. Đó,
chung là mỗi lần mình nổ máy thì cũng ngại các bạn, nó cũng ồn lắm. Nhưng mà cũng may là thời điểm này ít có ai xuống hầm các bạn ha, cư dân không có ai dưới hầm hết á. Giờ có mình à, cho nên cũng không có phiền ai. Các bạn thấy loa nó lớn ghê không? À, mình đang đứng rất là xa nè. Loa lớn dễ sợ không? R18 với phong cách cổ điển thì chạy cũng rất là vui các bạn ha. Mình chạy mình thích lắm, vui hay lắm. Thì bây giờ nó ra hai chiếc mới nữa, một chiếc R18 Badger với một chiếc R18 Trend Continental đó. Thì hai chiếc đó nó sẽ build khác, cùng với một cái cục máy 1800cc này, cùng với cái bit boxer này các bạn, nhưng mà nó build cái body khác, dàn phuộc khác, phuộc điện tử luôn. Rồi bên trên đây là một cái cụm đồng hồ khác, rồi có một cái màn hình TFT hơn 10 inch nữa, dàn đèn khác, dàn đầu nó che chắn đồ dữ lắm. Nói chung là cái xe để xuyên bang cạnh tranh với chiếc CVO của Harley Davidson đó. Thì chiếc xe đó sẽ phù hợp những cái cung đường xa, đặc biệt là đường trường bên Mỹ chạy xuyên bang ha. Còn ở Sài Gòn đi vòng vòng uống cà phê thì mình đi chiếc R18 phiên bản Classic này á, nó First Edition này á, nó gọn gàng hơn các bạn ha. Nó gọn gàng, phong trần hơn, phong cách hơn, và mình đi nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn là cái bản kia. Bản kia thì thùng đồ dữ lắm. Bản kia có hai cái thùng hai bên, sử dụng hệ thống loa Marshall, rồi có thùng top nữa. Cái bản Trend Continental có thùng top nữa. Rồi lốc máy thì tương y chang các bạn ha. Lốc máy thì cũng cái cục bit boxer này, 1800 phân khối ha. Đó, rồi nó build bên trong cốp là có sạc, rồi ghế là có sưởi, rồi dàn phuộc điện tử luôn, một nhóm điện tử. Nó sẽ cân bằng điện tử tùy theo cái trọng lượng của người ngồi nữa, người chở nữa. Cái yên nó cũng build mới luôn, yên to hơn, êm hơn, và cái người sau cao hơn, bự hơn, có thùng để mà dựa đồ, hệ thống sưởi đi đường xa. Rồi trên này đèn đuốc dàn điện tử nó có cái nấm xoay mở nhạc đồ y chang cái chiếc RT đó, giống can 6 luôn, đồ chơi là full giống can 6. Thì chiếc đó bắt đầu chuẩn bị bán ở Mỹ các bạn ha. Đã có những cái video trải nghiệm chạy thử rồi. Chắc nổ nhiêu đó được rồi các bạn ha, nổ khoảng 15 phút rồi, thấy cho nó sạc chút rồi rồi ha. Cái bình này cũng còn mới, nó cũng khá ổn ha. Tắt nguồn ở đây đó, rồi đèn đèn lát nó sẽ tự tắt rồi, cho nó nóng máy chút xíu rồi. Nó cũng nóng á nha, nóng á. Cái nóng máy không quan trọng mà mình quên, chủ yếu là nó sạc bình các bạn ha. Sạc cho cái bình nó giữ bình chút ha, để không nó tuột bình. Rồi với anh RT thì cái hệ thống bô này nó hơi ồn, cái bô nó ồn, bô Akavit đó. RT thì nó cũng có ai cốp, có thùng top nữa, mình không có gắn thùng top để đi xa. Đó, chiếc R18 mới nó cũng có cái cụm điều khiển giống vậy, để mình mở nhạc nè. Đó, chỉnh nhạc, nó ra loa. Thì cái sắp tới những cái xe mới mà dùng cái hệ thống loa để nghe nhạc thì BMW sẽ dùng hệ thống loa Marshall. BMW đã chính thức ký hợp tác với Marshall rồi. Cái này cái logo Bose là mình dán cho vui chứ không phải nha các bạn ha. Xe này không có dùng logo Bose.
cho nổ khoảng 15 phút rồi chắc tạm ổn quá. Rồi bữa nào còn cách ly dài dài thì mình sẽ xuống mình nổ tiếp. Chắc tuần lễ xuống nổ chừng 15 phút đi. Ra cái bình nó sạc chút xíu là thấy yên tâm mà. Thì đợt trước mình làm mấy cái daily vlog cũng vui các bạn. Hằng ngày mình đi ra công ty rồi mình đi một vòng quay cho các bạn coi, sau đó về nhà nấu ăn đồ này kia, những món ăn bình dân đồ cũng vui. Nhưng mà sau đó thấy tình hình diễn biến dịch bệnh nó nặng nề hơn các bạn, nó nặng nề, nó kéo dài, cho nên mình cảm thấy mình ngại ngại ha. Nhiều người họ rất là căng thẳng để phòng chống dịch, còn mình đi lo nấu ăn nhiều lúc mình cũng thấy ngại ngại thôi, mình ngưng đó, mình ngưng. Thì từ thời điểm đó tới giờ không có đi đâu luôn, không ra khỏi nhà luôn, có đi lên đi xuống lấy đồ thôi chứ không có chạy ra đường nữa các bạn. Đây em GS các bạn, GS là chiếc xe gọi là chủ lực của mình ở Việt Nam ha, chạy được 2000 cây rồi. Các bạn thấy những cái hành trình của mình đi xuyên Việt rồi Đông Tây Bắc rồi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi này kia là mình đi chiếc xe này ha. Mình còn hàng loạt những cái video mới, không phải video mới mà video đi lâu rồi mà chưa có dựng ha. Thì để vài bữa rảnh là mình sẽ dựng cho các bạn coi đỡ buồn với tình hình đang giãn cách kiểu này kéo dài không biết khi nào luôn. Rồi cho em này nó cũng đề lên chút xíu ha, nút nguồn nó cũng giống như chiếc RT, hên quá còn lên bình GS đó. Số 1 mình trả về mo. Rồi nổ nha. Ô may quá. Chiếc này mình cũng mới thay bình các bạn, mình mới thay bình khoảng 1 tháng này thôi, hơn 1 tháng à. Mình thay bình cái lúc mà đi ra cửa hàng á, đã bắt đầu giãn cách rồi đó, thì mình bị hư cái bình cho nên mình mới thay, cho nên cái bình nó còn mạnh lắm, mà bữa giờ cả tháng không đi rồi bình vẫn còn ngon ha. Thì cái xe nó mới đề lên á thì nó nổ hơi lớn chút xíu, lát nó bơm nhớt rồi lên á, cái phần red line này nó chạy lên thì nóng máy lên, nó bơm nhớt đầy đủ lên thì nó sẽ êm cái xe lại. Ở đây là chiếc xe phải nói là mình cho là phù hợp nhất ở Việt Nam. Với cái địa hình ở Việt Nam mình thì cầm chiếc này ra là tới đâu ta cũng tới các bạn. Chiếc này thì mình cũng lên cái bô Akavit full system luôn. Xưa mình mua nguyên cái bô này gần 70 triệu á. Nguyên cái bô full system cho nên nó tăng thêm được vài mã lực và cái độ bốc, cái độ giọt của nó cũng ngon hơn cái bô zin các bạn ha. Đây Akavit HB luôn, mà cái bô này là chính BMW đặt hàng của Akavit sản xuất chứ không phải là bô chế bô độ, cho nên là nếu đi ra đường thì cũng không có, mình nghĩ là không có bị phạm luật ở Việt Nam. Bô này bô thuộc loại là bô chính thức của BMW hợp tác với Akavit sản xuất cho cái dòng xe GS. Có một số thị trường thì họ bỏ cái bô này vô họ bán luôn các bạn, chứ không có bán rời ha. Tùy thị trường mà hãng nó nhập về có kèm bô này hay không. Đó, nó êm lại rồi đó. Thì cái chiếc GS nó rất là lành các bạn, nó lành lắm. Này là chiếc xe adventure phải nói là bán chạy nhất thế giới luôn, đánh bại mọi đối thủ à. Hiện tại gọi là không có đối thủ, nếu mà nói dòng xe adventure thì không có đối thủ ha. Triumph thì có chiếc Tiger cũng không ăn thua gì, số bán không ăn thua gì với chiếc GS này đó. Rồi Harley Davidson thì mới ra một chiếc mới cũng chưa có mấy người đi. Rồi một số hãng khác như chiếc Monte Strada của Ducati thì cũng không ăn nổi đó các bạn ha. Xét về mọi mặt thì cũng không qua nổi chiếc GS này. Nói chung GS là chiếc xe gọi là nếu các bạn thích vượt, thích khám phá, thích adventure thì GS là chiếc xe lựa chọn số 1 luôn. Không bao giờ gọi là có một
cái chữ gọi là lựa chọn sai lầm khi các bạn quyết định mua chiếc xe này. Thì GS nó có hai phiên bản, một phiên bản là GS giống như xe mình đây, bình xăng 20 lít nhỏ gọn, và một phiên bản nữa là bình xăng 30 lít, tức là GSA, GSA dành cho người nào to con. Thật ra to con nhỏ con cũng không quan trọng, các bạn cảm thấy phù hợp và thích, nếu mà đi nhiều thì mua GSA cũng được. Nó bình xăng lớn, nó che chắn tốt hơn, nó cũng khá đẹp, ngầu ha. Gắn thùng gắn bọng vô nhìn nó dữ dằn lắm. Mình mới xem lại cái thời gian cái video mà cuối cùng mà mình làm daily vlog là ngày 18 các bạn. Thì nay ngày 13 rồi, còn 5 ngày nữa là đúng 1 tháng, tức là coi như gần 1 tháng rồi đó mình chưa đụng tới chiếc xe này, nhưng mà bình nó vẫn ngon ha. Bình vẫn ngon lành. Gần 1 tháng các bạn. Gần 1 tháng mới xuống rờ vô và cho em nó nổ. Cho ba em nó nổ chút xíu ha. Đây là giai đoạn phải nói là lịch sử đáng nhớ. Sau khi vượt qua cái trận đại dịch này rồi thì đúng là những cái thời khắc đáng nhớ trong đời luôn. Chưa bao giờ mà mình bị ở nhà, mọi người ở nhà rồi không được đi ra đường, và ban đêm thì gọi là tuyệt đối 100% ở nhà như bây giờ luôn. Xe là không đụng gì luôn ha. Ở đây hầm xe bát ngát luôn, không ai đụng xe, đụng tới xe. Chiếc GS của mình thì mình cũng có mua một số cái option của BMW nè, như cái tay thắng này các bạn. Là mình mua thêm nè, rất là đẹp ha. Rồi cái kính nè, kính mình cũng mua của BMW Motorrad luôn, rất là đẹp. Kính này đâu 10 mấy triệu á. Nói chung mấy cái đồ này đắt lắm, đồ chơi rất là đắt ha. Xài quạt lóc, có chống rung luôn, gắn cái loa JBL chơi cho vui thôi. Rồi cái mới nhất ha, cái Garmin mới nhất, BMW Moto thế hệ mới 6, cái GPS. Lúc trước là mình gắn cái đèn Clearwater ở chỗ này, giờ mình mới mua cái bộ mới ha. Cái bộ này bộ mới Savina lớn ha, 7 bóng các bạn, 7 bóng mình gắn xuống ở cụm này, cho nên là nó không có bị chiếm chỗ, nhìn nó khá gọn ha. Gắn xuống đó nhìn nó gọn gàng hơn, sáng dữ lắm nè, để mình đá đèn cho bạn thấy nha, sáng ghê lắm đó, sáng kinh lắm. Ngoài ra thì nó gắn chống đổ Suratec nè, rồi cái chỗ để ly nước, rồi một cái dây đây, cái dây đâu à, đây nè, cái dây nè, cái dàn ống thở nè đó, mình gắn nó từ đây nè, đi xuống đây, đi xuống đây, đi xuống đây, xong nó đi qua cái cây láp này nè, giống như là đi gặp nước thì nó không có bị bí nước ở trong đó, ống thở cho trục láp. Chiếc xe mà mình là phiên bản HB các bạn ha, màu xanh, xanh trắng, phiên bản HB đời đầu luôn, 1250 đó, thuộc những cái lô hàng đầu tiên á. Nhưng mà đây là mình làm lại cái tem ha, mình dán lại cái tem của đời 2021. Mẫu này là cuối năm nay mới về. Nói chung chiếc này đi vui lắm mà các bạn ha. Đi vui mà nó mạnh, mà nó bốc, mà nó lanh lẹ nhẹ nhàng lắm. Đi rất là vui, và đặc biệt là nó phù hợp mọi địa hình. Nó bất cứ địa hình nào ha. Sình lầy, rừng, rú, suối, ruộng, là đường đẹp như nhung, nói chung tất cả mọi cung đường ha, nếu các bạn thuần thục và lái được nó thuần thục quen rồi á, thì phải nói là nó là tuyệt vời luôn. Nếu các bạn thích tăng tốc chạy mà ép nó chạy kiểu sport á, thì nó vẫn là đáp ứng được nha, nó chạy kinh lắm á, kéo max speed lên 200 mấy chứ không đơn giản đâu. Thì nếu các bạn thích chạy mà đè nó, thì các bạn chạy số thấp đó, dòng tua nó cao, giống cách anh Vũ bên San Jose chạy đó, lúc nào cũng dòng tua nó lên tới 6, 7, 8, 5, 6, 7 không à, tức là chạy số thấp, lúc nào chạy số 3, số 4, chạy trên 100 mấy không, kéo thì trên xe nó rất là mạnh, rất là lanh đó. Thì muốn tăng tốc thì tăng thôi, nó cũng chả thua gì sport bao nhiêu đâu.
nếu mà đi đường dài chưa biết ai hơn ai, tại vì chiếc này nó êm, nó sướng lắm, phục nhúng nó rất là tốt, cho nên các bạn đi xa 500-700 cả ngàn cây số các bạn cũng không có biết mệt. Còn mấy chiếc Sport các bạn ôm nằm vài trăm cây, 200-300 cây là các bạn đuối liền. Thôi thôi chắc nổi như đây được rồi các bạn à, khoảng 15 phút là ổn rồi. Tắt nha. Đó, tắt máy, tắt màn hình luôn. Rồi, bye bye. Bye bye GS. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, không biết là gặp lại để chạy hay là gặp lại để đề cho nó nổ bình á. Main entrance open. Rồi lên nhà thôi các bạn. Đó, đi xuống mình, lên mình. Không gặp ai hết, không có đụng ai luôn. Mình ta với ta thôi, đâu ai đâu. Nãy giờ đi sạc nổ máy ba cái xe. Mình ta với ta. Thì nổ mấy cái xe lên xong bước vô nhà vẫn nhớ cảm giác 10 cái vlog đó là. Chiều đi làm về hello mấy con cá nè. Giờ nó vẫn còn đây. Cảm giác nhớ lại 10 cái daily vlog các bạn ơi. Hello hai chú cá. Hai chú cá chào các bạn. Hai chú cá vẫn nằm đây. Rồi quay một chút xíu để gọi là nhớ lại những daily vlog các bạn. Chiều nay nhà mình ăn thịt luộc đó, rồi bún nè các bạn, bún khô mà mình trụng lên đó để cho nó thành bún tươi đó. Đó, chiều nay ăn thịt luộc cuốn với bún đó, hấp dẫn lắm nha. Rồi bên này là rau nè, mới lặt ra các bạn, đang ngâm nước ha, bỏ chút muối rồi vô cho nó sát trùng sâu đồ này kia, đang làm. Nói chung là cũng nhớ chứ, nhớ là lọt 10 vlog táo bạo quay đồ ăn từ bữa giờ tới giờ gần 1 tháng các bạn ha, nhanh dễ sợ chưa. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị ở nhà có lẽ thêm 1 tháng nữa. Rồi đây ly cà phê hàng ngày của mình các bạn, thường mình uống cà phê buổi chiều không à, sáng dậy mình uống mấy nước gừng, nước nóng nó ấm ha. Đây giờ mới uống cái miếng cà phê. Rồi đây là cái tủ lạnh thông minh, đây là lấy đá các bạn. Đá nó có hai loại, đá nhỏ và đá lớn. Lấy cái đá lớn. Đó, một ly cà phê ngon lành ha. Rồi lên nhà rồi các bạn. Lên nhà làm ly cà phê. Mà các bạn uống cà phê chiều nha. Rồi chuẩn bị tinh thần tiếp tục giãn cách, tiếp tục cách ly để chờ ngày mở cửa các bạn ha. Đó, đây là 2 tháng hơn rồi chưa cắt tóc luôn các bạn ha. Đây, tóc dài bay luôn, về bữa mình cột luôn. Đó, tóc râu rồi dài luôn. Rồi, mời các bạn uống một ly cà phê chiều. Mình kết thúc cái video ngắn ngắn vui vui vẻ ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.